Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phòng chống tham nhũng, nộp tiền thà mạng. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2023, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói rằng một số các đồng chí mà thấy có dấu hiệu vi phạm mà các cơ quan kiểm tra đến thì thôi xin tự giác nhận khuyết điểm, nộp lại mà cái số của cải vật chất đã bị cơ quan kiểm tra giám sát ấy, ta có nên khuyến khích có gì hay không vậy? Hay là cứ phải đè nhau ra để xử lý, để đi tù hoặc thì là vân vân mới là hay? Đấy là nhân văn ấy, nhân đạo, nhân ái, nhân tình mà vẫn đủ sợ. Đó là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chứ mà chỉ dùng các cơ quan, công an, tòa án và các cơ quan có quyền trong tay để xử lý vân vân. Thực ra thì nghe kỹ và phân tích kỹ đoạn phát biểu này của ông Trọng, nội dung tình hình cũng không ra tình, lý không ra lý. Cơ quan xử lý cũng chẳng ra cơ quan xử lý, quyền làm chủ của nhân dân cũng không có ở đây. Đoạn phát biểu cho thấy sự độc tài đứng trên tất cả mọi thứ của hệ thống pháp luật của ông thì đúng hơn, một dạng thể hiện chủ nghĩa độc tài, duy ý chí. Ông nói khuyến khích tự giác nộp tiền, nhưng ông chỉ nói đến nộp lại số của cải mà đã bị cơ quan kiểm tra giám sát. Có nghĩa là đối tượng chỉ cần nộp lại tiền trong vụ việc nào đó mà cơ quan kiểm tra đang làm, còn vụ khác cơ quan kiểm tra chưa làm thì thôi, được bỏ qua. Lúc nào họ kiểm tra đến mình vụ nào thì nộp vụ đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc nộp lại thì sẽ được tiếp nhận theo quy trình nào của pháp luật đây? Cơ quan kiểm tra của Đảng có quyền tiếp nhận tiền nộp lại của đối tượng tham nhũng hay không? Có biên lai, biên bản hay không vậy? Tiền ấy ban kiểm tra nộp sang ngân sách của nhà nước hay ngân sách của Đảng? Lý do nộp là gì? Đó là những câu hỏi được đặt ra. Thử giả dụ, một bạn đọc ở đây có một cán bộ tham nhũng trong một vụ án. Đầu tiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sở đến, bạn muốn nộp tiền và nhận tội để được tha, không phải ra công an hay ra tòa án như ông Trọng nói, thì bạn sẽ nộp ở đâu? Đảng đã có quy định hướng dẫn việc này hay chưa? Rõ ràng là chưa có. Vậy thì bạn nộp cho Ban Kiểm tra Trung ương. Ban Kiểm tra Trung ương thuộc Đảng, không phải của nhà nước. Tiền bạn tham nhũng là tiền của nhà nước, sao bạn lại lấy tiền của nhà nước rồi lại đem nộp cho Đảng vậy? Trên thế giới này không ở đâu có chuyện kỳ quái là công chức tham nhũng lại nộp tiền ấy cho Đảng của mình khi bị các đồng chí trong Đảng phát hiện ra cả. Nhưng nếu bạn nộp cho bên công an, lý do nộp là tham nhũng, công an phải có hồ sơ vụ án tham nhũng ấy trước, hoặc khi bạn nộp, họ hỏi lý do bạn nộp, từ đó họ lập hồ sơ đối tượng tự giác ra khai báo việc làm vi phạm pháp luật và giao lại tiền tham nhũng. Rồi khi nộp xong, Ủy ban Kiểm tra không xét tội của bạn, công an không xét tội của bạn nữa. Vụ án khép lại như chưa hề xảy ra. Vụ án khép lại như thế cũng được nếu như Đảng là đối tượng bị hại trong vụ việc bạn tham nhũng và lấy tiền nộp về cho Đảng thông qua Ban Kiểm tra Trung ương nghe cũng lọt. Xưa này chưa ai tham nhũng tiền của Đảng mà bị đưa ra xét xử cả, mặc dù ngân sách Đảng chi ra để tổ chức đại hội, để tuyên truyền bị nâng giá rất nhiều. Ví dụ một đảng viên được tổ chức Đảng sai đi mua bó hoa 300.000 đồng để trang trí hội nghị Đảng ủy phường, bị khai thành 500.000 đồng. Việc này bị Ủy ban Kiểm tra của Đảng phát hiện, bạn nộp lại 200.000, Đảng lại tha cho bạn. Nhân dân chúng tôi không có ý kiến gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, người đã nộp tới 25 tỷ để được giảm 3 án, 5 tù án giam. Nhưng nếu bạn tham nhũng tiêu cực như dạng Việt Á, cùng nhau nâng giá thiết bị, vật tư y tế lên gấp 5 lần chẳng hạn, nhân dân là người bỏ tiền mua, thế số tiền chênh lệch 4 lần ấy bạn nộp lại cho nhà nước, rồi bạn được tha, thế khác gì khuyến khích các bạn cứ thế mà làm. Đảng không biết thì bạn sơi, Đảng mà biết bạn nộp lại cho Đảng và nhà nước. Bạn còn có công là đi cướp tiền của dân, đem về cho Đảng và nhà nước là đằng khác, Đảng không phải dùng tòa án xử bạn cũng đúng. Tuy nhiên, khi bạn nâng giá lên 5 lần như thế, nhân dân người ta chỉ đủ tiền chi trả cho có 2 lần. Họ không đủ, họ ốm mà chết. Thì phát huy quyền làm chủ của nhân dân như ông Tổng Bí thư nói là ở chỗ nào đây? Hay nói cho nó sang mồm, mị dân như vậy? Ví dụ khác là cái xe giá tốt, giá 10 đồng, nhà nước mua để phục vụ nhân dân, bạn mua xe xấu giá 5 đồng, khai thành 10 và ăn 5 đồng, bị phát hiện trả lại 5 đồng. Cái xe ấy trọng tải của nó không đáp ứng mục đích, không chở được nhân dân mà chỉ chở được ngan vịt.
lúc ấy làm thế nào nhân dân ốm đau đi bộ, còn kiếm cái nông trại nuôi gia cầm, nào mà cho sử dụng xe trắng. Cho nên, chuyện tham nhũng không phải chỉ là tiền chênh lệch, mà còn những hệ quả xấu khác đi theo về vật chất, tinh thần, thể xác của người dân. Sao mà Đảng lại tùy tiện bỏ qua như vậy, khiến cho những cơ quan hành pháp, tư pháp do Đảng lãnh đạo là tòa án, công an, viện kiểm sát cũng cứ như thế mà bỏ qua theo. Ông Trọng nói thế là ông đã đứng trên pháp luật, trên nhân dân mà quyết định tất cả. Chẳng có cái tí quyền dân chủ nào của người dân ở trong phát biểu của ông cả. Thậm chí quyền làm chủ của dân bị chính ông tước đoạt mất. Ông mới là người phạm tội vì tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân, nói đúng hơn là chính ông đang tham nhũng quyền lực. Nếu ông tha cho những đảng viên của ông tham nhũng tiền của nhân dân, đất nước. Nhân dân và đất nước không phải là vật để ông mượn trong trò chơi vương quyền của mình. Không thể để ông hả hê, sung sướng theo kiểu về hưu rồi mà vẫn bị kỷ luật, thế có đau hay chưa? Hoặc như kiểu vỗ về, tự giác nộp tiền đi để dùng công an, tòa án đưa đi tù đâu phải là hay. Nếu ông không phải là kẻ tham nhũng quyền lực, không phải coi luật pháp chỉ là công cụ củng cố quyền lực cho bản thân, ông nói những lời trên chỉ là biện pháp nghiệp vụ. Ông dỗ dành bọn tham nhũng nhận tội, nộp tiền để chúng mắc bẫy, không chối cãi được, bớt thời gian điều tra, kiểm tra. Sau đó, ông vẫn đưa chúng ra tòa án phạm tội vì việc tự nhận và nộp lại được tính điểm khoan hồng lớn gấp 3-4 lần vụ hình sự thông thường cũng được. Hy vọng là ông nói thế để lừa bọn đồng chí cấp dưới của ông sớm chui đầu vào rọ, đỡ mất công kiểm tra, điều tra. Như thế, rất thán phục ông nữa là đằng khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bình luận của người bên gió Bùi Thanh Hiếu, Thời báo .de từ Berlin do Trung Khoa trình bày với tiêu đề Phòng chống tham nhũng, nộp tiền thả mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Đình Trạc tuyên chiến Bộ Quốc phòng ai công ai bị công đây. Ông Phan Đình Trạc là một cánh tay lợi hại của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, được xem là một người thay thế ông Nguyễn Bá Thanh làm lính tiên phong. Hiện nay, Bộ Quốc phòng là nơi tranh chấp ảnh hưởng giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên, Bộ Quốc phòng cũng là nơi mà ông Trọng muốn cơ cấu lại tỷ lệ quyền lực có lợi cho mình. Hồi vào ngày 12 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng đã cử ông Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nội dung làm việc là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế và tiêu cực tại Quân ủy Trung ương. Nói chung là ông Phan Đình Trạc đến Bộ Quốc phòng là muốn soi mọi việc ở đây. Đây là hình ảnh lời tuyên chiến của ông Phan Đình Trạc hay là lời ông Tổng Bí thư. Vào ngày 20 tháng Giêng năm 2023, trong bài viết nhân dịp 10 năm tái lập ngành nội chính 2013-2023, ông Phan Đình Trạc phán một câu rằng xử lý nghiêm minh cả cán bộ cao cấp, tướng trong lực lượng vũ trang. Đây được xem là lời tuyên chiến với thế lực nào đấy trong quân đội. Ông Trạc nói thêm, phải chủ động, quyết liệt, tham mưu có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Chưa bao giờ người ta nghe một ông trưởng ban nội chính trung ương lại nói mạnh đến như thế, mà lại nhắm vào hàng tướng tá của quân đội Việt Nam hiện nay. Điều đó quân đội như là một nhà nước nhỏ vậy, với 22 ủy viên trung ương đảng và có 2 ủy viên bộ chính trị. Quyền lợi thì rất lớn nên các bên giành giật, ảnh hưởng rất ác liệt. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 10 năm 2022, ông Phan Đình Trạc đã nắn gân quân ủy trung ương. Với ngân sách hơn 7 tỷ đô la mỗi năm, các hợp đồng mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng là một khoản tiền rất lớn. Mà trong bộ này, ông Phạm Minh Chính lại có ảnh hưởng mạnh nhất, với Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2, làm nòng cốt. Nơi đây là đầu mối đi tiền trạm, bắt mối và dẫn dắt Bộ Quốc phòng ký kết hợp đồng. Mới đây, ông Phạm Minh Chính đã có động thái gia cố cho cơ quan này. Với việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến hợp đồng mua bán vũ khí hàng tỷ đô la của Việt Nam và Israel, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Tô Lâm truy bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn ở đâu. Đến nay, vụ án liên quan đến bà
Nhàn ở Đồng Nai đã được đưa ra xét xử và bà Nhàn bị kết án vắng mặt tới 30 năm tù giam, một bức án được cho là rất nặng mặc dù bà không có mặt tại phiên tòa. Về mặt đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Phan Đình Trạc giáo diết tìm theo dõi phanh phui ra những vụ án có thể diễn ra trong Bộ Quốc phòng. Về mặt luật pháp, ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm truy tìm cho bằng được Nguyễn Thị Thanh Nhàn về để quy án bằng mọi cách. Lần này, ông Trọng đã dùng chiến thuật nội công ngoại kích, vừa đánh trong đảng ủy quân đội, vừa đánh đường dây mua bán vũ khí ngoài đảng. Đây là hình ảnh thành trì của Bộ Quốc phòng của Phạm Minh Chính đang bị tấn công. Ông Phan Đình Trạc cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi chỉ đạo 193 vụ án, 140 vụ việc. Các vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban chỉ đạo theo dõi đã được khẩn trương, quyết liệt điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật, được cho là vùng cấm nhạy cảm. Cùng với đó là cả khu vực công và khu vực tư đã được tham mưu chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm minh, cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, cán bộ cấp tướng và trong lực lượng vũ trang cũng như vậy. Có vẻ như ông Phan Đình Trạc đang nhận lệnh của ông Tổng Bí thư Hồ Sùng Phong, công và thành trì của ông Phạm Minh Chính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Phan Đình Trạc tuyên chiến Bộ Quốc phòng, ai công và ai bị công đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d.